phải khẩn trương thi công để đầu nối nút giao Dung Quất vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và giải quyết các điểm mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1. Đây là những ý kiến của cử tri xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn nêu lên tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trong sáng nay. Đây là dự án đã bỏ hoang hơn 10 năm kể từ ngày khởi công. Đến nay thì nhiều hạng mục của nút giao này đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri cũng phản ánh trên tuyến quốc lộ 1 qua xã Bình Chánh còn tồn tại một số tụ điểm giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trước hai vấn đề nêu trên, cử tri kiến nghị Trung ương cần xem xét, chỉ đạo để thi công hoàn thành nút giao Dung Quất, không để kéo dài, đồng thời nghiên cứu khắc phục các bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc đầu nối nút giao Dung Quất và cao tốc là rất cần thiết và đây cũng là nỗi băn khoăn lâu nay của tỉnh. Tỉnh cũng đã nhiều lần kiến nghị, tiếp tới đây sẽ tiếp tục kiến nghị để chủ đầu tư bố trí vốn sớm thi công để sớm đưa nút giao này vào hoạt động để có sự kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông của tỉnh, đồng thời kiến nghị giải quyết một số bất cập về hạ tầng giao thông mà cử tri nêu trên.